Xin chào các bạn, hôm nay nhà bếp 89 hướng dẫn sử dụng sơ qua cái nồi chiên Tefal EI401D ạ. Đây là dòng 4,2 lít, dung tích khoảng độ 1,2 kg ạ. Đây, đầu tiên thì hướng dẫn, đây là cái khay chiên ạ. Thì mình có thể rút ra để vệ sinh nhá. Đây ạ. Cái này là cái silicone để chống xước nhá, nên là mình không được bỏ ra nhé. Bỏ ra thì nó sẽ bị xước nồi. Cái này mà khi vệ sinh ấy, khi mình dùng ấy thì dùng xong thì mình nên ngâm 5-10 phút rồi mình rửa thì nó sẽ men, nó sẽ bền hơn ạ. Đây này. Đầu tiên khi trước khi mình sử dụng nồi thì mình nên lột hết cái bảng điều khiển bằng cái tấm dán ở trên ạ. Lột hết ra thì mới nhìn được rõ bên trong nhá, nhìn được rõ bảng điều khiển bên trong nhá. Tại vì là nó dán lên này để hiển thị cho mình biết là các chức năng như nào, nhưng mà nó sẽ cùng đồng thời nó cũng sẽ che hết cái phím đi, che hết cái ánh sáng LED đi, nên là không nhìn thấy, bắt buộc mình phải lột hết ra nhá. Lột hết ra thì mới nhìn rõ được ạ. Còn đây nó có nút stop start này. Đây, nguồn này ạ. Khi vào mình sẽ ấn nguồn này. Đây là chọn chức năng. Đây cái hình cái mũ này là chọn chức năng này. Đây ạ. Đấy, đây nó có khoai tây, sườn, tôm, bánh, bánh pizza, cá, thịt, đùi gà. Đây là phím tăng giảm nhiệt độ. Đây là phím tăng đây là tăng giảm nhiệt độ. Đây là tăng giảm thời gian ạ. Còn đây là phím báo hiệu khi mà xong thì nó sẽ kêu tít tít ạ. Đây. Thì đầu tiên mình ấn nút nguồn này, chọn chức năng này. Đây là các chức năng đã mặc định sẵn nhé. Còn mình có thể setup theo cái nhu cầu riêng của mình, nhiệt độ và thời gian riêng của mình nhé. Xong mình ấn stop start này. Đấy, nồi bắt đầu chạy ạ. Đây, khi mình đang chạy này mình có thể mở ra để xem thức ăn chín hay chưa. Nó sẽ dừng. Đóng lại nó sẽ chạy tiếp ạ. Tạm dừng này. Đấy, còn đây là, còn nếu mà muốn tự setup theo cái nhiệt độ của mình ấy thì mình vào cái ấn nguồn này, vào nguồn cái chọn nhiệt độ này. Chọn thời gian này. Ấn stop này. Đấy ạ. Khi mình đang nấu, mình vẫn có thể tăng nhiệt độ. Ví dụ nhiều món gần cuối mình có thể tăng nhiệt độ cao để nó cháy bên ngoài cho nó ngon ạ. Đây, mình có thể tăng được lên. Mình có thể tăng thêm thời gian ạ, nếu mà chưa chín ạ. Cái này thì nhiệt độ tối đa của nó là 200 độ ạ. Dừng ạ. Đơn giản thế thôi ạ.